chỉnh ra coi, che hết cái view mà né né né. Ừ đó, vậy đó, cứ vậy đi. Ừ hai đẹp bà suốt ngày từ xuống hoài. Ê chụp không, chụp không, chụp không đẹp không, đẹp không, đẹp đẹp hơn. Hai bà làm gì kia, tôi ra đây uống nước mà không chịu nói chuyện với nhau. Bà là chết chết với trai rồi chụp hình tụ xuống không ạ? À? Ủa mắc cười quá à, bà muốn uống nước mà bà uống đi, còn tụi tôi chụp hình ra đây cho có không khí vậy thôi chứ biết nói gì vợ. Chụp gì chụp hoài vậy, phải nói chuyện với nhau chứ. Nè giờ đang nói chuyện nè. À mà tôi nói bà nghe nha, bà kêu ba bà mua cái điện thoại nào xịn xịn xíu đi, để mà còn lên Facebook rồi Instagram Zalo hội chụp hình giống tôi nè. Trời ơi, thời buổi giờ coi được xài điện thoại cùi bắp. Lạc hậu Ôi quá đi bà ơi, bà này tính ngộ nha. Bà nhìn đi, nó đâu có điện thoại như mình đâu. Bà nó làm gì có tiền, tự nhiên nói chỉ cho nó buồn vậy. à quên, người ta xin lỗi nha. Uống nước đi, uống nước đi. Thôi không nói đi nè, Uống nước đi. Đừng có buồn nha. Alo, nghe nè Lan ơi. Ê, sao bà chưa trả laptop với tôi nữa? Ơi, Lan ơi, đợi tôi xíu nha. Tại vì tôi cũng thức từ đêm qua tới giờ. Tầm á hả, nửa tiếng nữa tôi đem qua tôi trả cho bà nha. Bà hứa trả mà, trả liền đi. Lan ơi, xin lỗi nha. Tôi ráng tôi đánh cho lẹ. Tôi làm bài cho lẹ. Tôi học xong rồi tôi trả trả cho Lan nha Lan. Không được đâu, đem qua trả liền tôi đi. Lan ơi, tôi đem qua trả liền, đợi xíu. Trả thức ăn đi. Ủa, tối qua đâu ngủ trễ mà. Sao ngủ tiếp đi con? Dạ con cũng muốn lắm. Mà tại vì hả, con Lan nó hối quá, con phải trả laptop cấp cho nó nè. Ồ, vậy thôi để ba chở con đi. Dạ thôi thôi, ba Lan nó cấp nhà mình mấy bước chân rồi, con qua trả cũng được. Ba lo chạy xe đi. Nha ba, con đi nha ba. Anh trai, đi xe ôm không? Từ đây xuống ngã tư Bình Phước nhiều anh. Cho anh 50 đi. Thôi 40 thôi. Trời ơi, thằng đưa lên giá đó, 50 là đúng giá rồi, anh đi 50 có mà. Ok. Tạm. Ê, chút chút nữa đi ăn nha. Dạ, cái đầm này đẹp quá bà. Cái đầm này nhìn mới quen ta. Hình như là tôi đã thấy trên mạng rồi đó. Cái đầm này á, mắc lắm mấy nhà. Mất là nhiều. Cứ chịu đựng đó. Một cái đầm vậy mà hơn cả triệu luôn hả? Thì vậy, bình thường mà. Đâu? Trời ơi, tiền nào cũng lấy thôi. Đầm rẻ thì mặc vô nhìn không có được đẹp, còn đầm mắc tiền á, mặc vô sang trọng, hàng hiệu, hiểu không? Đúng rồi. Ê, sắp sửa tới liên hoan của trường á, ê ba đứa mình mặc ba bộ giống nhau đi, cho tao diệt tao đúng nha. Rồi, nhắc mới nhớ, đợt này á tao phải cho họ tụng con trăm á cho lé mắt chơi. Đúng rồi, ba tụi mình không thể nào thua được nó được. Nghe nghe em nè, mình có thể lựa cái bộ đồ này nó rẻ hơn được không? Tại thấp quá không có tiền mua. Rẻ làm sao? Rẻ thì làm sao mà mình chặt chém được tụi nó, đúng không? Ê, không ấy á, bà xin tiền ba bà đi. Ừ đúng rồi, xin đi. Được không? Được không? Để, bố về xin ba. Nếu mà hôm đó xin không được á thì đừng có đi chung với tụi tôi nha, mặc đồ xấu đi ngại lắm á. Ừ. Bây giờ mình phải làm sao đây?
Sắp tới ngày lễ hội của trường rồi. Không có váy mới mà. Thì tụi bạn sẽ không cho mình đi chơi chung. Bà ơi, sao bà khó quá à? Phải chi còn mẹ. Chắc mẹ sẽ thương và nuông chiều mình lắm. Mình muốn gì á, mẹ cũng mua cho mình hết á. Làm cho người buồn vậy con? Dạ không có gì. Có chuyện gì hả? Dạ không. Cho lo ăn cơm được không? Dạ. Ở mà trên đường kêu đón học phí chưa con? Dạ chưa. À, mấy bữa nay con học hành sao rồi? Dạ được. Nhiều đáng học nghe con. Dạ. Còn tiền học thêm sao? Con có đóng chưa? Dạ rồi. Ăn đi con. Ba. Cái gì không con? Ba cho con tiền mua váy được không? Ủa? Ba nhớ là hồi đầu năm ba đưa tiền cho con đóng học phí mua váy đồ đầy đủ rồi mà con. Nhưng mà cái váy đó chỉ là váy mặc đồng phục đi học bình thường thôi. Còn lần này con muốn mua cái váy thật là đẹp để đi dự lễ hội các bạn á. Ừ. Nhưng mà sao váy đó giá nhiêu con ha? Dạ 1 triệu ba. Cái gì? 1 triệu? Ủa mà sao quán gì mà mắc dữ vậy con? Bà lấy tiền đâu ra? Nhưng mà lâu lâu bấy mươi con lộn. Bởi vì bà có mua gì cho con đâu. Tại bà thi bấy đó cũng đâu tới nổi rồi mắc đâu mà. Nè 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 nè. Con không có thói đua đòi ở đâu vậy? Con có biết số tiền 1 triệu đó hai cho con mình sống hơn nửa tháng chứ gì? Mà lễ hội á, năm có một lần à. Con phải mặc đồ đẹp để xanh bạn xanh bè chứ. Con mà xấu nó vô cười mà con làm sao. Nhưng mà cái lễ hội nó tốn kém quá, con đi làm cái gì? Ở nhà luôn đi, con đi đâu hết á. Mà không có còn cơm gì hết á. Thuốc gì mà thuốc. Thuốc anh muốn lo học hành. Tao quá đẹp quá. Đó giờ con thích cái gì á. Con cũng tự bỏ tiền dành dụm của mình ra con mua. Con bây giờ dám mở miệng xin ba. Cái này mấy họa đó mà coi đi. Cái năm trời có mặt hoài anh. Con dùng lắm anh có biết không? Im đi. Từ đó giờ con đã giúp đỡ được gì cho ba? Ê, mày tuôn chiều đi rồi hư. Con thấy không? Con không biết đâu. Mà mình bình tĩnh ra. Con biết 1 triệu đối cho bạn như thế nào không? Ba mày làm bằng bật suốt ngày ngoài đường á. Ngoài xa có tiền con không? Con cái. Đây nè, con làm gì đó? Dạ. Nè. Dạ con đâu có làm gì đâu. Con giấu gì sau lưng đó? Dạ không có. Ba ơi, con có hẹn với bạn không? Con giấu gì sau lưng vậy? Đưa đây ba coi. Con không có giấu gì hết. Đưa đây ba coi. Con học thói ăn cắp ở đâu vậy? Đưa tiền cho ba. Con không có thiệt mà. Đưa đây cho ba, ba nói đàng hoàng con. Không có. Ba có dạy con cái thói ăn cắp không? Đưa đây. Đưa con mà ba. Đưa ba. Ba dám cắp tiền của ba đúng không? Đúng rồi. Tại sao vậy? Tại sao? Ba có nhiều tiền như vậy ba không cho con. Ba nói tiền làm cái gì hả? Tại sao con dám ăn nói cho ba chuyện gì? Con có biết là số tiền đó ba cần có lúc ba mới kiếm được không em chưa?
ba đã làm. Ba đánh con. Lần đầu tiên ba đánh con, dịp gì? Ba dám chồng tay hơn con hả? Ba từng kể, trước khi mẹ mất, ba sẽ chăm sóc cho con chu đáo, để sẽ không để con thiệt thòi với bạn bè. Tôi không như muốn con khổ, giống như ba như mẹ. Vậy mà bây giờ, tôi có nhiều tiền, con xin ba chỉ một cái đồng đi dự hội với bạn bè. Nhưng mà cũng không được hả ba? Tại sao vậy? Để tôi có lại thành con. Con hận ba, con không gặp mặt ba nữa. Anh coi dây rồi em sao đâu. Để lấy túi vô lấy kem uống nha. Con, anh gửi bà ngoại. Anh gửi rồi, anh có một ít gạo. Mình ăn tiêu cho bà ngoại rồi. Đó, anh nấu cháo cho em ăn nha. Dạ. Thôi anh, anh hãy để anh nấu cho anh ăn đi. Em biết sức khỏe của em mà. Em đừng nói vậy. Mấy bữa nay anh định đòi ăn cháo bắp không nè. Để nấu miếng cháo cho em cho em. Dạ, gặp chút xíu nha. Anh đừng đi. Ông nói, ông ráng nuôi con. Anh ráng bằng mọi giá lo cho con mình. Anh học. Anh ơi, tôi chôn với anh. Em đừng nói như lời chân chối đó. Mẹ xem nói như lời chân chối đó vậy. Anh biết mà, yên tâm đi. Trời ơi, anh đúng là kẻ bất tài vô dụng. Từ ngày em sống với anh có lo gì được cho em đâu. Không ăn luôn mặt đẹp. Cũng không gài được hạnh phúc. Anh xin lỗi nha. Anh ơi, đừng nói vậy. Em được sống chứ anh. Là em hạnh phúc lắm luôn. Em không có tiếc gì hết. Em chỉ có tiếc là không thấy được con mình con lớn. Em, đọc ra. Đừng bỏ anh với con, đọc ra. Đừng bỏ anh với con. Để tôi kêu thầy thuốc kia rồi. Trời ơi.
Thì ra bữa giờ ba gặp tiền để mua trả góp cái laptop cho mình. Vậy là mình đã hiểu lầm ba rồi. Thôi con xin lỗi ba, con bất hiếu quá. Nếu như bây giờ mình chạy về nhà xin lỗi ba, không biết ba có tha thứ cho mình không? Em gái, có chuyện gì mà buồn mà khóc vậy? Hả? Đi chơi tụi anh nha. Mấy người là ai vậy? Thì thấy anh dễ thương, anh được em quen đó mà. Đại ca, giờ tươi và ngon nữa đại ca. Bỏ ra tụi anh mà làm gì vậy? Đẹp lắm mày. Em có chuyện gì không? Mình giúp cho. Bỏ ra. Hình như em bị đau chỗ nào khóc là phải không? Để anh, để anh xoa hết nha. Bỏ ra đi. Nè, cắm viên kìa, tiếng đẹp giàu to rồi. Mấy người mà tiếng tức một lần nữa, tôi ra làm bây giờ. La đi, anh có việc la, cướp cướp có việc la. Thôi, được rồi, đi chơi tụi anh nha. Đấy, đi chơi. Nhỏ này, nghĩ mà nó hùng dữ quá đại ca. Buông nó ra, cắn tao hả? Đại ca, ba còn đau lắm hả ba? Đứa con gái cưng của ba bóp vào ba khỏe rồi. Ba, con xuống bếp không nắm cơm rồi con với ba cùng ăn nha. Tôi khỏi con ăn đi. Lát ba còn ra ngoài chạy xe nữa. Cả ngày nay ba có kiếm được đồng bạc rồi đâu. Thôi mà, ba mẹ nghỉ bữa đi. Con xin lỗi ba. Con làm cho ba buồn. Ba đừng có giận con nha ba. Con cầm tiền đi mua quán đi chơi lễ hội với bạn bè đi con. Đi. Ôi ba, con không cần nữa đâu. Con gái ba đẹp mãi gì mà không chẳng luôn ba. Thông cảm cho ba nghe. Từ xưa giờ bà kỹ con quá. Phải đi lấy chưa. Đầu tiên á, mình sẽ đưa cho người ta 30%. Còn mấy chục phần trăm thì mình đưa sao? Thôi, con đã biết hết rồi. Ba càng nói làm con càng thêm đau lòng thôi à. Như vậy ngày mai hai cho con mình đi mua laptop nha. Nhưng mà buổi chiều mới được. Ba phải làm thêm một ngày nữa mới đủ tiền để lấy. Ba ơi, con thương ba lắm.